Có con lá nó lề cho cơn. Họ đang nhỏ mấy nè. Họ mình quay tiếp làm mấy nhỉ nhỉ. Mình bài bên nó quay ra ní của con. Quay quay thay chắc cái cơn ấy. Cho bỏ qua bên nó hỏi. Cá tao lên đây, cá tao lên. Hello, xin chào mọi người. Mọi người ơi, mọi người vào xem livestream của mình đi. Con không ví loan trong lấy tiêu. Để chứ. Ôi, không ví đấy. Con thằng là con ví đẹp ấy. Khỏi khỏi. Một ngạc bộ ngái ấy. Nếu như nắng nhé, còn hình. Chưa hỏi làm cái gì, tăng chuyện là. Có ai biết đây là lan gì không? Ô rớt cái bì xong. Có ai biết đây là lan gì không? Đây này. Nhiều loại lắm mọi người ơi. Rớt mẹ nó xuống tắt đè. Hello, hello mọi người. Có ai mua lan không mọi người ơi? Hi mọi người. Xin chào 16 người đang xem. Hai mươi người rồi. Bên mửa mày ơi. Nô lệ chứ. Quá trời. Mọi người ơi, mọi người có ai biết hoa lan này là lan gì không? Sao không thấy có ai nói gì nhỉ? Đây, một anh chàng đẹp trai và rất hot boy đang tập cán về mặt... Xuân biên cương đi tẩm lan quá nguy hiểm. Nguy hiểm thì mới có tên ăn tết bác ơi. Chờ. Một em nhà nghèo, một em đi kiếm tiền ăn tết. Ai mua thì một em bán, không mua một em trồng. Thế thôi. Nếu ai muốn ủng hộ thì ủng hộ em nha. Ngày hôm nay em lấy được kiếm một loại lan này thôi này. Đấy. Tầm khoảng 5-6 ký đấy. Và có ai biết lan này là lan gì không? Lan này thì ô tà tắn. Tà yến luôn á. Tà tà. Đây này. Xin chào 36 người đang xem. Đây mọi người này, lan này. Đây. Hôm nay đi không có gì, chỉ được em được cắn quốc nha. Chỉ được loại này thôi này. Mua cắn quốc không? Một loại đấy. Đúng đó bác Nguyễn Khắm ơi, phường Ví đấy. Nếu ai muốn mua phường Ví thì liên hệ mình nha. Phường Ví nhiều lắm. Cắn quốc gỗ tấu không? Phường Ví nhiều lắm mọi người ạ. Ai mua cắn quốc gỗ tấu không? Ai mua gỗ tấu về làm cắn quốc không? Đây mọi người ơi. Mọi người chia sẻ livestream cho em nào.
Đây còn loài lan này là loan lan gì mọi người? Mọi người nói cho em biết thêm nào. Em biết thì em lấy nào. Em biết thì em lấy nào, có giá không thì em lấy. Loài này nhiều lắm mọi người ạ. Đây, phường ví thì nhiều lắm. Lòng là chị hả? Lán lòng. Về lán gì lán lòng. Lán lòng. Mình như mái cái bàn với nhau ấy. 68 người đang xem. Ô, đâu vậy luôn à? Lớp ơi! Có cái số lán lấy cho cơ nhá. Lấy cho mua hạt cơ nhau. Mọi người ơi, có ai muốn mua phường ví không mọi người? Ai mua phường ví thì liên hệ mình nha. Đây, nhiều lắm các bạn ạ. Đây là chỉ mới là một cọng mô phỏng thôi. Ai cần thì liên hệ mình. Đây, phường ví rất nhiều mọi người này. Đấy, mọi người thấy chưa? Đây mọi người ơi. Kiều thì mình chưa tìm thấy bạn Tuyết Nga ơi. Bác Việt ơi, đây bọn em không phải chặt rừng đâu, bọn em đi kiếm lan, bọn em chặt về làm cán cuốc cho mẹ trồng rau thôi. Có ai thích loài lan này không? Này là em gì ơi, lan gì ơi? Ở lại và yêu được không, yêu được không, yêu được không? Đây mọi người này, lan này. Giò nào bạn Vũ Thức ơi? Giò nào trên cây thì bạn nói giò nào nhỉ? Đây, mình ngồi mấy cái cây này mình chả thấy có cái giò nào cả. Không có cái giò mày. Không có cái giò giò. Nếu ai muốn mua lan gì thì cứ inbox cho mình nha. Lan rừng mình đang đi lấy luôn, nguyên chắc trên rừng luôn. Nguyên bản luôn. Nhưng mà mình chỉ có được, hiện tại giờ mình chỉ kiếm được hai loại phường bí này. Đấy. Phường bí là rất nhiều các bạn nha. Các bạn mua bao nhiêu cũng có. Và đây lan gì? Đây đây thì mình vẫn chưa rõ nữa. Đây này, lan gì này. Đây các bạn ơi. Đây. Nếu ai muốn mua, ai cần thì cứ liên hệ mình nha. Lan lòng à bác Chi Hồng Chi ơi. Lan lòng có giá không nhỉ? Để mình lấy về mình sưu tầm cho các bác chơi đây. Bác Ngô Minh Tuấn ơi, lan lòng bán thế nào thì em chưa biết. Còn giá thì em vẫn chưa biết đâu. Em mới thấy lan lan này đầu tiên đấy. Có mấy tầm mua ấy. Lan lòng bán bao nhiêu? Nếu bác mà mua thì em lấy về, bác mà có nhà ít chơi thì em lấy về em bán rẻ cho bác á. Đằng nào thì cũng mất công đi rừng rồi. Bác Ngô Minh Tuấn ạ. Bác muốn mua ký bao nhiêu thì em lấy cho bác luôn. Nhiều lắm. Đây này. Bác nhìn là biết này. Vùng này thì tầm khoảng 5-6 ký đấy. Mà e hơn, mình nghĩ là hơn đó. Đây. Cả một loạt đây. Không phải đĩa lan đâu bác Nguyễn Ngọc Ni Nguyễn ơi. À đúng rồi đĩa lan đó, đĩa lan đó. Quên mình xin lỗi bác Nguyễn Ngọc Ni Nguyễn. Bác Ngô Minh Toán ơi, rẻ là bao nhiêu thì em không biết đâu. Tại vì lan này em mới thấy lần đầu tiên đấy. Lan lòng 70 kg mà 70k 1 kg mà bác Việt ơi, nếu bác muốn mua thì bác inbox cho em nhá, để em lấy về em. Đây nhiều lắm bác này. Nếu bác mua thì em lấy cho bác căn 50.000 thôi, căn 50.000 thôi. Em bán rẻ tại vì lan này là em không biết lan gì nữa, em nghe hồn nói lan lọng thì em biết lan gì đâu. Nếu bác muốn mua thì bác báo em để em biết nhá. Bác Vũ Thức ơi, bọn em ở Quảng Bình bác ạ.
Nếu bác nào muốn mua phi điệp thì inbox riêng cho em nhá. Phi điệp đường chính hãng luôn đấy. Hạc vĩ cậu luôn. Hạc vĩ thì bọn em chưa tìm ra được bác Mai Ước ơi. Nếu ai muốn mua lan lòng thì mình bác Việt ơi, lan lòng thì em, nếu mà bác muốn lấy thì em lấy cho bác ký 50.000 thôi, 70.000 chắc bọn em không biết lan bán đắt cho bác nữa. Hỏi mua kìa. Bên ta cần chút. Đấy. Phải chút nó. Năm cho vai ta viết luôn. À vâng, cái này thì nhiều thiệt. Này bác nhìn này, nhiều lắm bác ơi. Rì mít là cái gì? Hả? Rì mít. À, nó mua không? Hỏi rồi. Vậy thì có bác nào ủng hộ cho em một ký không? Công sức bọn em đi rừng mệt bác ơi. Hôm nay trả được thu nhập cái gì cả. Còn phường ví thì đây nhá. Ai muốn mua phường ví thì báo em để em biết. Phường ví nhiều lắm. Lan Châu thì bọn em chưa tìm ra được bác ơi. Này có, nhưng mà inbox với nháp bạn nhờ. À. Này nháp của này, mua tầm tầm mấy ngày gửi lưu mấy cái bàn đồng điếu này. Này à. Thanh Sơn đã theo dõi bao này. Bốn loạn. Nè. Ô rồi, nhắn tin vô đi. Phi điệp thì hiện tại là mình không có ở đây bác ơi. Vì em là có ở nhà thôi, ở đây em có. Đây là bọn em đi rừng, bọn em kiếm lan chơi thôi. Nếu bác nào muốn mua lan gì thì báo nhá. Có bác nào mua lan lỏng không? Thành có Thanh Đàm, Tuyết Ngọc lấy bán mình ít nhỉ? Thanh Đàm, Tuyết Ngọc lan đi. Thanh Đàm á? Thanh Đàm quên quên mày. Cái hỏi để Thanh Đàm ấy mà. À, Tuyết Ngọc á? Tuyết Ngọc hay Thanh Đàm có. Đâu là dê phi điệp bác Tuyết Nga ơi? Đây em chả thấy có giò nào mà bác nói là phi điệp nhỉ? Thanh Đàm văn hay mà. Bác Phạm Toán ơi, phi điệp thì hiếm bác ơi. Ừ. Nếu mà ở nhà thì có, còn đây mà em không có đâu. Tên thường có. Thanh Đàm nhé. Là một Thanh Đàm, là Thanh Đàm nhé. Rồi. Bác Hồ Quý Nhanh ơi, bác mua Thanh Đàm, bác có mua nhiều không? Thanh Đàm, Tuyết Ngọc bác lấy nhiều không để bọn em biết. Tiền lên khá rồi lên có. Hoa thì hiện tại là giờ bọn em nói thiệt với mấy bác chứ chưa có hoa mấy bác ơi. Mùa này ít hiếm ra hoa lắm. Phải đến Tết cơ. Đây còn lan lòng thì nhiều lắm. Ai muốn mua lan lòng thì inbox riêng cho mình nhá. Đây này. Nhiều lắm các bác ạ. Ai muốn mua lan lòng thì mình bán một ký 50.000 thôi. Rẻ mà. Bao nhiêu bác, mày bác lấy bao nhiêu cũng có. Em không phải nói điều hoa chứ, kể cả một yến cũng có mấy bác ạ. Lấy về sắc thuốc. Cả ô tô luôn, cả yến đi cả ô tô luôn, lấy về sắc thuốc uống luôn. Chà. Nhóm ơi. Nhóm. Quán đi mang cháu mới thọ. Quán đi, xuống tiền kia có tát nó mà xuống. Bác Hồ Quang Anh ơi, nếu bác muốn lấy 2kg thì 50.000 và bác và bác chịu phí ship nhá. Tại vì phí ship coi như là con của em đấy. Chắc chắn này không chịu nhỉ. Nếu bác muốn lấy loại này này. Đây. Để xin địa chỉ luôn. Em mà lấy cho địa chỉ. Bác Hồ Quang Anh ơi, nếu bác muốn lấy thì bác inbox cho em nhá. Inbox cho địa chỉ tiền luôn. Không thì bác cho địa chỉ và số điện thoại luôn cho em. Bọn em đi lấy cho vui thôi, nếu mà bác nào muốn chơi thì bọn em sẵn sàng lấy về để cho mấy bác chơi thôi. Xin địa chỉ luôn nhỉ. Bác Tiến Nga ơi, một ngọn phi điệp chỗ nào nhỉ? Có lúc. Mày vừa cỏ thế mèo luôn đi mà có phi điệp ạ. Thường ví anh có phi điệp đâu. Bóng bóng cho họ coi vậy. Phi điệp đứng mặt. Đây à bác Tiến Nga ơi, đây thì không phải rồi. Đây là lăn lỏng. Đây là lăn lỏng luôn mà. Ô, Tuyết Ngọc là lan. Ôi,
Bác Hồ Quang Anh ơi, vậy thì bác gửi qua tin nhắn cho em đi. Sao mà chị anh đến kia? Ủa, có ngay một người đi với thế. Một cái mày. Dê nào vậy? Bác biết Nga ở dê nào mà bác nói là 70 phân nhỉ? Hay là dê này? Đây thì không phải đâu. Đúng rồi, cái này. Nó hỏi mua cái gì? Cùng tướng Philip. Tướng Philip. Cái điệp nó ơi phương vị. Cái này phương vị ở cả trái. Bên ngay hồi, bên ngay hồi bù lan nhiêu lượng điếu đấy. Như là ai mua thì được. Thì cho đi chỉ cho họ phải căn luôn. Tìm đúng Thánh Đàm Tuyến Ngọc. Thánh Đàm Tuyến Ngọc là lan gì? Thánh Đàm thì có, Thánh Đàm thì hay ấy. Tuyến Ngọc có là mới nói Tuyến Ngọc. Thanh Đàm thì có, còn Tuyết Ngọc là không có, bác Hồ Quang Anh ơi. Tuyết Ngọc đang hiếm lắm. Vâng, bác Việt ơi. Em cũng nhìn thấy... Thấy đấy. Ở đây mình chỉ có Ngọc Linh. Mà có em biết. Lan lên hai màu là lan gì bác Lứ Lê ơi. Nếu mà ai lấy cái này ủng hộ cho em 1-2 ký đi. Công chức em đi rừng hôm nay không trả được cái gì cả. Hôm nay bể mày bác ơi. Mấy cái này về chơi cũng vui này. Bác Hồ Quang Anh ơi, Thanh Đàm thì có, Tuyết Ngọc không có đâu. Tuyết Ngọc đang hiếm đấy. Nếu mà em cố gắng em tìm được thì em báo cho bác. Nhưng hay là Tuyết Ngọc là cô. Bên trái đang sau cái con phương phí có bùi lan gì hay sao kia trái con phương phí ở bên ơi à không phải mà bác ơi, đó không phải lan đâu bác Việt ạ. Rồi nếu bàn hắn này bác Việt ơi, không phải lan đâu bác ơi. Nếu ai muốn lấy phường, nếu ai muốn lấy phường ví thì báo em nhá, phường ví cũng nhiều lắm, tầm khoảng 2-3 ký đó. Đây, phường ví rất nhiều các bác nhá. Ông yêu nói thiệt nhiều, ông yêu nói thiệt, chứ ngày nào nói thiệt bác hay nam nữa. Tao quản hàng là mấy phải nói cho bác. Tao quản hàng, có không thôi mấy chỗ dân mua nó bùa hay. Nhìn giống cái dê ngọc điểm kia đang sau cái phương vị mấy cm. Em ăn cái gì vậy? Cái gì xí ăn? Bác Việt ơi, bác nói cái nào để em quay trực tiếp cho bác luôn nhỉ. Đây phương vị rất nhiều bác ơi, 1 ký bao nhiêu thì em vẫn chưa rõ. Cánh nếu mà bác nào muốn ký thì mua ký mà mua thân thì báo thì mua thân nói em nha để em báo nhá. Đây giống như cái thân này dài này, đây dây thân này dài tầm khoảng hàng thân nữa ơi, hàng thân mấy này. Giống đây đây giống như thân phường ví này này. Cái thân dài lên để dọn, cái thân nhỏ rồi. Đây là mới thân ngắn thôi, như thân này thì em bán tầm khoảng 10.000 thôi. Nếu ai muốn lấy thì inbox cho em nhá. Thân mấy cả 10.000 mà. Mười mười ca này, 10 ca. Cái này cái giái nữa dầu. Để cái giái cái ngắn này sâu. Ngắn luôn. Cái giái nữa. Đây nhiều lắm các bác này, phường ví đây. Đẹp cái người luôn. Thôi cái này ở trên thì được biểu ma viết này, chú mới ra cơm lên luôn. Bác Việt ơi, bác nói cái nào nhỉ? Bác chỉ rõ là dùm em coi. Để em quay cho bác trực tiếp cho bác luôn. Bác có phải bác nói cái này không? Bác biết ơi. Cái này em cũng biết là cái gì nữa, trên em người ta gọi là tiếng theo tiếng địa phương, em nói thì bác cũng không hiểu đâu. Nó. Cần đi trông kéo ơi. Đây. Giống như cái giò này này. Giò này là của phường Vĩ này. Giò này dài, giò này thì tầm khoảng 60 phân đó. Em bán tầm khoảng 20k thôi. Bác nào mua nhiều thì báo em nhá. Phường Vĩ nhiều lắm. Đây toàn là phường Vĩ với lan lọng thôi. Em chưa tìm được lại loại lan gì cả. Ai muốn mua gì thì nói báo em nhá. Nếu mà mua nhiều thì em free ship cho mấy bác luôn.
coi như là kiếm kiếm bình xăng ngày này ngày hôm nay. Có con lá nó không nhóm ơi, có lý do có nhau. Xin chào mọi người, tất cả mọi người ơi, mọi người sao mọi người không thấy bình luận gì nhỉ? Mấy cái bạn, một bạn, một ngàn theo dõi, hai bạn, ba bạn, bốn bạn, chấm bạn, sáu bạn. Thinh Nguyệt đi, Huy Dũng này, Hồ Quang Anh này, Quyên Linh này, Quang Đình này, Nguyễn Sơn này. Đúng rồi, buổi đó. Chặt lại gắn xem cái gì nhìn đẹp đẹp à. Từ gỗ không bước qua cũng phiêu lại chết 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 chết. Và em có cả lan kim tuyến mọi người nhá. Lan kim tuyến tầm khoảng 1 ký, 1 ký hiện tại là giờ là 1 ký giá trên thị trường là 600 nghìn đấy. Đây bác Việt ơi. Bác Việt thấy chưa? Bác Hùng Phạm ơi, em chỉ có phường ví với là lan lan này này, lan này khi nãy em nghe họ nói là lan lỏng đấy. Đây. Nếu bác nào muốn mua thì báo em để em biết nhá, máy em cũng cần hết pin đâu mấy bác ạ. Muốn mua gì thì báo nhá. Bác Đào Hữu ơi, phường ví thì rất nhiều bác ạ, kể cả 4-5 ký thì em vẫn có bác nhá. Em cho số điện thoại gì bác gọi cho em chứ máy em cần hết pin rồi. 0911737557. Đây số điện thoại của em đấy. Nếu bác nào muốn lấy phường ví thì báo cho em biết nhá. Ủa có ngay mua phường ví. Phường ví à? Có một thân mấy nhiêu còn liếu? Nó to một căn. Có một căn mấy thà đâu. Căn như loan đi, ừ thì cũng phải tự căn nhưng. Không nói cho nó hay này. Đúng bác nào hứa đó là số em đấy. 0911737557 rồi, ok bác. Có gì bác liên lạc đây cho em nhá. Bác viết đây đó. Thân này, loại này em cũng nhìn thấy nhiều lắm. Có cả đĩa lan nhưng mà đĩa lan thì ít nhá. Ai muốn mua thì báo em nhá. Điếu ơi, à? Điếu, thì phương ví chưa bán căn này. Nếu nói như mà nhắn tin này, tôi sẽ viết có được một căn nhiêu nhỉ. Một căn nhỏ đó, một căn nhỉ. No. Cứ nói cơ, một căn mấy cơ. 300. Bác Đào Hữu ơi, phương ví thì em bán 1 ký 350k bác nhá. Nếu mà bác cảm thấy chua chát quá thì có thể inbox lại để mà mình bàn bạc giá nha. Tại vì em hôm nay em đi của em cũng xui lắm, không được cái gì cả. Đó, số điện thoại của em đó, 0911 đó. 557 đó, có gì bác alo cho em nhá. Còn có ai lấy kèm lan lỏng không? Lan lỏng thì 1 ký 50 nghìn thôi. Em bán rẻ đó. Vâng bác Đào Hữu ơi, vậy thì em bán cho bác 300k đó. 350k em cũng thấy chắc, tại vì mấy loại này thì em cũng ít lắm. 300k bác nhá.
Nếu 35k mà bác lấy thì bác chốt, bác lấy bao nhiêu ký thì bác cứ nhắn tin qua số điện thoại của em ạ, đừng nhắn tin qua Facebook. Tại vì giờ máy em cũng hết pin rồi, em sửa vô mạng là nó hết đó. Ồ, kiếm thì có bác ơi, nhưng mà ngọc điểm thì em chưa. Bác Việt ơi, bác mua kiếm gì? Bác mua kiếm tiên vũ không? Tiên vũ thì số lượng nhiều lắm, cực kỳ nhiều luôn. Bán rẻ cho bác một ký 50.000 thôi, một ký 50k thôi. Mang táo à? Đủ mà hít kín mê mày. Để tép mày không tép. Không thay không? Phương ví 1kg có 35k thôi, chỗ nào bán đất là 50k. Ôi trời ơi bác ơi, 50k thì tìm đâu ra bác. Phương ví mà chỗ nào bán 50k thì em lấy tầm khoảng 1 yên bác ơi. Ê để em khỏi đi tìm mệt. Giờ em hỏi giá chỗ là có bác nào lấy không? Để em tắt live stream là vì máy em cũng hết pin rồi. Nếu ai lấy gì thì chốt hàng một câu nói để em biết em lấy về nhá. Sau là về nhà em sạc pin rồi mình cho chuyển tiếp. Đây lan lỏng thì rất nhiều các bác nha, số lượng rất nhiều. Kể cả một xe ô tô cũng có. Còn phương ví thì tầm khoảng 2-3 ký lùn lại thôi. Không nhiều đâu. Đủ mặt chứ, tính nữa phải kêu máy pin. Hả? Hết pin à? Ôi, quá rồi mua nhá. Nó cứ hối dạ. Vậy nhá nhá thôi. Hỏi mua phương vị cần 300 không? Phương vị mà 1kg có 35k thôi. Chỗ đó bán đất là 50k. Con nuôi dễ em đi. Bác Đăng Nguyễn ơi, phi điệp thì em chịu bác ạ. Ở nhà thì có, còn đây thì không có. Nếu bác nào muốn mua phi điệp mà phi điệp dạ loại bình thường á, cũng không phải là phi điệp năm cánh trắng hay là phi điệp năm cánh trắng Phú Thọ hay là Hiển Oanh hay là cái gì đó thì em chịu thôi. Còn phi điệp rừng bình thường á thì em có. Bác nào muốn mua thì kết bạn giùm em rồi về thì em inbox lại nhá. Đây có phi điệp. Đây máy em đúng có 14% đây mấy bác ơi, bác nào mua cái gì thì báo cho em nhanh liền nhá. Đây có giờ có bác nào lấy lan lòng với phương vĩ không để em lấy về nhà sau là em live stream tiếp để em phục vụ các bác nhá. Nói để em biết nhá. Đây coi như mày bác cho em tiền thuốc đi. Đây chuẩn bị đây. Chảy máu rồi các bác ạ. Hay vậy nha. Nó còn lưỡi thôi mà nó méo kêu. Chào mọi người nha, mình đang phát trực tiếp để mình bán hàng. Có phải đi làm không kêu? Đây, đi làm đây mọi người ơi. Có phải đi làm không ạ? Nói, lăn tôi đang đi làm. Đi làm à? Đây, nếu ai muốn mua địa lan như này thì báo mình nha, địa lan như này rất là nhiều. Đây coi như tiền thuốc máy bác ủng hộ em đây. Bác Khuê Bùi ở rừng mà em là ở Quảng Bình bác ạ. Bác Bơm Tổ ơi. Bọn em ở Quảng Bình. Em ở thành phố Đồng Hới mà em phải đi lên rừng em tìm đây. Nếu bác nào muốn về Quảng Bình thì về chơi Quảng Bình là có đồng Phong Nha này, đồng Thiên Đường này, rất nhiều kỳ quan thiên liêng các bác ạ, thắng cảnh đấy. Gần đồng Phong Nha nhá. Có ai biết đồng Phong Nha ở Quảng Bình không? Mình gần Phong Nha là quê hương của bác Giáp luôn đấy. Lăng bác Giáp cũng gần nhà mình, tầm khoảng 20-30 cây thôi, 2-3 cây số thôi, 20-30 cây số ạ. Bác nào muốn về Quảng Bình thì inbox cho em kết bạn thì không
không kết bạn để mua lan thì mình kết bạn chơi thôi. Quảng Bình này có sông Nhật Lệ này, có nổi tiếng này, tượng đài Mẹ Suốt này, hang Đồng Cúng Làn này, hang Thiên Đồng Thiên Đường này, Đồng Phong Nha này, lăng mộ Bác Giáp này. À, nhà mình gần lăng mộ Bác Giáp các bác nhá. Vâng, nhà mình gần cách lăng mộ của cách lăng của Bác Giáp là tầm khoảng 20-30 cây số đấy. Điệp thì em chịu bác ơi. Ở nhà mới có ở đây thì em chịu, trên núi thì em chịu đấy. Bác Cao Lâm Toán ơi, bác muốn đi thì về Quảng Bình kết bạn đi với em. Nếu ai muốn mua lan gì, lan rừng này, à kiếm này, đây kiếm này. Mày kiếm đâu? Đi làm. À địa lan đây, mình xin lỗi, đây là địa lan này. Đây là lan lọng này. Và phường ví này, phường ví thì rất nhiều nha. Nếu ai muốn mua thì kết bạn với mình nha, để mình về rồi mình liên lạc lại. Lan xương cá nữa nhỉ. Có lan xương cá nữa các bác ạ. Xương cá thì rất nhiều nha. Hello, đây rừng Liên Chất đây. Nhập vào mấy chú 100 điếu. Một loại. Chậm nước quyến thăng này. Kiều tím thì em chịu bác Xuân Kiều ơi. Mà cho cái mặt tăng sắt lên. Chỗ hai con. Đây. Không cả thì nó đẹp quá. Bác Xuân Kiều ơi, kiều tím thì em không có. Em là hiện tại là 27 tuổi và chưa có vợ nha. À, ai mà chưa có chồng thì vào đây inbox với em. Hai. Em đang kiếm tiền để mà tìm vợ đây. Có bác nào ủng hộ cho em không? Này là em chị ơi, em chị ơi, em chị ơi. Ở lại và yêu được không? Yêu được không? Yêu được không? Thật lòng này ta chỉ mong bên dòng sông người có nhớ có chăng. Ấy. Em bán hàng có tâm các bác ạ. Có bác nào mua không báo để em biết. Mua lên mấy em còn 11% thôi. Đây hiện tại là giờ là em có là địa lan này là một này, phường ví là hai này, lan lọng là ba này. Đấy và xương cá là bốn. Bác nào muốn mua lan nào thì gửi kết bạn inbox riêng với em nhá. Nhóm ơi, có phòng lan không? Hai. Có phòng lan không? Kiếm tiền có không? Xin chào tất cả mọi người nha. Thôi mình phải ra khỏi livestream này. Nếu ai muốn lấy lan lỏng thì ai muốn lấy lại gì thì nhắn tin cho mình nha. Bye bye mọi người. Chúc mọi người một buổi chiều vui vẻ, hạnh phúc. Một buổi chiều cuối tuần bên gia đình và người thân thật là đầm ấm. Chúc các bạn, các bác, các cô, các chú, các dì, các anh, các em một buổi chiều vui vẻ, hạnh phúc và tràn đầy niềm vui. Chào mọi người. Đây bác Xuân Kiều ơi, Địa Lan này. Đây, đây này. Đây. Lặn đi lặn đi 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 lặn chứ. Hả? Hả đi làm gì hay đi làm. Đây, em có loại này này, nhiều lắm bác Xuân Kiều ạ. Bác mua không? Mua bao nhiêu thì báo em nha. Em nhiều lắm. Cực kỳ nhiều luôn. Mấy bác ơi, mấy em còn 10% thôi. Bác nào muốn mua thì để em hát cho bài. Chúc mọi người một buổi chiều vui vẻ, tràn đầy niềm vui. Mọi người ơi, nắng lên rồi này. Đây, ở Quảng Bình đã âm u, mưa gió rét, đã lạnh. Ai muốn mua gì thì inbox cho mình nhá. Bye bye mọi người một buổi chiều vui vẻ. Một buổi tối đầm ấm và một ngày cuối tuần thật là tràn đầy niềm vui, chuẩn bị cho một tuần bắt đầu làm việc. Cái chủ nhật cuối cùng của năm 2019 đấy các bác ạ. À. Các bác hãy tận hưởng đi nhá.
Các bác hãy tận hưởng một năm 2019 thật là vui vẻ, tràn đầy niềm vui. Happy New Year. Xin chào mọi người. Mọi người ơi, mình thoát livestream đây, ai muốn mua gì thì inbox cho mình nha.